ừ nó hút hết à. Bắn một hồi là nó chảy hết rồi. Nó thoát hết nước. Chữa cháy. Chữa cháy đó. Bây giờ nó có cháy rồi thì chữa cháy đó. Thịt nước mạnh quá đó, thịt nước mạnh quá nó kêu bể kiến á, nó kêu lỗn rãng rãng á. Xếp hàng bên đây là con. Xếp hàng đây là bí. Xếp hàng đây là con. Xếp hàng vô. Con vô làm kỹ sư xây dựng không hả? Vô làm kỹ sư xây dựng giống ba không? Vô không? Nhà bên cạnh đó hả? Cái nhà chưa xây xong mà.